Đó, nhẹ nhẹ vậy thôi, thôi được rồi. 4 nào. Bốn mai. Con hãy quay cái vòng quay này đi con. Đang lên 4 mai. Chưa đâu, vòng quay vẫn còn rất là nhanh. Nó chưa có vẻ chậm lại, chưa ngừng lại đâu quý vị ơi. Cơ hội vẫn còn đang ở phía trước nha quý vị. Yeah. Hay quá quý vị. Trời đất ơi, may mắn quá. Trời ơi, hay quá trời ơi. Sao mà xoay được như vậy vậy? Chúc mừng con quá hay. Trời ơi, một nhát một luôn. Em cũng làm cái giống anh Tuấn. Ráng nha, xá cái vòng quay. Xá cái... lên. Thôi, hút luôn. Hút cái vòng quay luôn. Tuấn là được 3 mái rồi, đang là cao nhất. Cố lên. Chuẩn bị. Rồi, 4 mái mà. Trời ơi. Hay quá. Linh làm một cái coi con trai. Xoay. Đây, mặt nhỏ sáng trưng. Đó. Ráng được 4 lần coi. Đáng coi hằng ơi. Hay quá trời. Chưa thấy ai mà nó hơn như đứa nhỏ. Ôi da trời đất ơi. Cái gì vậy? Tửa ha. Cái gì? Da da bên ngoài. Cái gì đâu dữ vậy? Con xoay vòng quay này đi con. Xoay đi con. Người nghèo ở địa phương con sẽ được. Chúc mừng 4 gia đình. Quá xuất sắc luôn. Con gái qua quay con. Gái lên con lên gái. Quay mạnh lên em. Đi coi. Trời đất ơi, con nhỏ con gái nó khỏe quá Nghĩa ơi. Đó, 4 mà. Được vô. Gáng lên. Hay quá. Wow! 4 mai luôn quý vị ơi. Hay quá quý vị ơi. 4 mai. Cái này nó hên quá trời. Thiệt luôn á. Bé nó hên á. Nó làm một phát 4 mai liền. Vỗ tay. Con quay cái đi nè. Đó, hy vọng cái vàng của con cháu nó hên. À. Để coi con cháu bên này nó quay được nhiêu nè. À. Chắc được 4 quá. Mày Tuấn đàng hoàng có Nghĩa. Chị kỳ Nghĩa này tuyệt tình luôn á. Em sao nhìn kỳ cục quá. 4 mai tuần giặc quý vị ơi. Thấy nó được cái gì hết trơn. Cái mũi tên nó xỉa vô đúng 4 mai luôn. Ê, quý vị. Cái đàng hoàng hết tay. Chúc mừng. Dạ, mời anh chị bắt đầu. 4 mai không? Dòng quay đã từ từ chậm lại. Để mình coi rơi vào số mấy nha. Ủa, trời ơi, mà anh Long dễ thương không? Anh bị té đúng không? Anh đi mệt về người, anh cứ mệt. Anh không có mệt mỏi gì trường á, tức là anh đang mừng. Tại sao mà... Tôi không biết. Cái gương mặt là bàng hoàng, ngạc nhiên. Tại sao mà một vòng quay sao mà được vô 4 mái hay quá. Cho nên là chúc mừng gia đình của anh Kiệt, cũng như là 4 gia đình khó khăn tại Trà Vinh.